Nếu gia đình Phật tử làm pháp hội tam thời hệ niệm tại nhà mà không có thầy, mà chỉ có các Phật tử tổ chức, làm vậy có đúng không? Như vậy có được công đức không ạ? Ở đây ấy, thì chúng ta phải biết rằng cái pháp tu tam thời hệ niệm này là một pháp tu do một cái vị thiền sư rất nổi tiếng, đồng thời gọi là một vị quốc sư, đó là Ngài Trung Phong Quốc Sư. Ngài soạn ra cái bộ tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập này với cái giáo lý ở trong đó rất là thâm sâu, rất là huyền diệu. Chính vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, Ngài nói rằng pháp tu Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm là một cái pháp tu trên thì dành cho các vị Đại Bồ Tát, Bổ Sứ, các vị Đại Bồ Tát Thập Địa, các vị Đại Bồ Tát chứng lên hàng Thất Địa Bất Thoái Chuyển cũng đều phải gì? Cung kính, tôn trọng, y giáo và phụng hành. Vì sao? Vì Ngài Trung Phong Quốc Sư chính là một vị cổ Phật tái lai, đem cái bản hoài độ sinh, trợ tuyên giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Ngài thì hiện thành một vị thiền sư, một vị tổ sư, một vị quốc sư, vì muốn phổ cập chúng sinh, vì muốn rộng độ chúng sinh, cho nên Ngài đã soạn ra cái pháp tu gọi là Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm pháp sự toàn tập ấy. Pháp ấy phải dành cho những bậc gọi là có đạo cao đức trọng mới có thể ngồi đàn tràng để mà gì, để mà khai thị cho chúng thần linh, quỷ thần trong cửu pháp giới được. Mà chúng thần linh ở đây, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói này, chúng thần linh ở đây trên từ hàng Bồ Tát Thập Địa trở xuống đều gọi là thần linh. Nó khác với cái từ thần linh ở thế gian chúng ta hiểu là chỉ cho những vị thần cây, thần sơn, thần địa, thần thủy, thần hỏa, thần mộc, thần mộc, thần thổ, thần giang, thần hải, thần vân vân. Nhưng mà chứ thần linh ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm này, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không nói rằng trên từ hàng Bồ Tát Thập Địa trở xuống, nhấn đến cái hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm đều gọi là gì? Thần linh. Chúng chư thiên ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ở đây Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không nói rằng cũng có thể đều hiểu là gì?
làm một chữ thần linh. Vì sao gọi họ là thần linh? Thần á, có nghĩa là những cái điều gì mà mọi người khác không làm được mà họ làm được, thì đó gọi là thần. Linh á, là những cái điều gì mà chúng sinh không biết được mà họ biết được thì gọi là linh. Có nghĩa là từ chúng chư thiên cho đến hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm, nhẫn đến hàng Bồ Tát Thập Địa, nhẫn đến nữa Hòa Thượng nói là nhẫn đến hàng Đẳng Giác, Diệu Giác, nhẫn đến là Bổ Sứ Bồ Tát, vẫn còn phải gì? Cung kính đối trước đàn tiền mà y giáo phụng hành, đối trước pháp tòa, đối trước pháp hội mà y giáo phụng hành. Đấy, cho nên á, Hòa Thượng nói cái yêu cầu để mà tổ chức cái pháp hội này, cái người làm chủ sám phải là một vị tăng, phải là một vị tăng. Chứ tôi nghe ngài giảng ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập, Đại La Hòa Thượng Tịnh Không chưa bao giờ nói rằng là Phật tử cũng có thể ngồi gì, ngồi đàn làm chủ lễ, khai thị 15 bài khai thị ở trong bài khai thị của ngài Trung Phong. Vì ngài Trung Phong, chúng ta biết ngài soạn bộ này để cho chư tăng, để cho chư tăng hành sự, chư tăng hành pháp, và chư tăng gì? Chư tăng nương vào đức của ngài, tức là nương vào đức của ngài Trung Phong, quốc sư cổ Phật, và nương vào đức của mười phương chư Phật để mà giáo hóa các hàng Bồ Tát cơ mà. Nhắc lại lời của các vị cổ Phật để độ có cho các hàng trên từ hàng Bồ Tát. Dưới là chư vị gì? Quỷ thần. Nhận đến các vị gì? Vong linh trong cửu pháp giới. Các vị chân linh, anh linh, hương linh, vân vân chúng đẳng. Đó, cho nên cái phương pháp, cái pháp hội Trung Phong Tam Thời hệ niệm này, tôi chưa từng nghe thấy Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không một vị đại sư, một vị thượng nhân, một vị thượng thủ về Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới, tôi chưa từng thấy ngài nói rằng pháp này Phật tử có thể ngồi làm chủ lễ thay Phật tổ để gì? Để tuyên đọc bài khai thị, nhắc nhở các vị Bồ Tát và khai thị cho chư vị thần linh cũng như các anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng, đại chúng tham dự pháp hội được. Cho nên ở đây tôi thì cũng không dám nói là Phật tử không có đủ đức độ và đạo hạnh để ngồi làm chủ lễ. Nhưng mà tôi chỉ nói là tôi chưa thấy Hòa Thượng giảng là Phật tử tại gia cũng có thể làm chủ lễ. Phật tử tại gia có thể phụ giúp chư tăng, đó là gì? Ở vào ban pháp khí, ở vào ban điển lễ. Ban pháp khí tức là gì? Là có bốn vị đó, một vị thì chuông, một vị thì mõ, một vị thì tăng, một vị thì khơ đó. Đó, rồi một vị trống nữa. Đó, ban pháp khí gồm có gì? Tăng, khơ, chuông, mõ và trống. Đó, thường pháp hội Trung Phong thì pháp khí như vậy. Còn những vị điển lễ đó là sao? Đó là những vị dẫn lễ, hô lễ lên, và những vị gì? Thị giả hương, thị giả sách, kinh sách gì cho chư tăng và cho ban trai chủ đó. Đó là những vị điển lễ. Còn ban trai chủ nữa, thì ngày xưa chúng tôi thì mới được học cái pháp môn này, thì nghe Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nói là gì? Ban trai chủ còn phải chọn gì? Chọn những người ăn chay ít nhất từ 3 năm trở lên mới cho tham gia ban trai chủ, thì đàn lễ mới được được viên mãn. Còn tăng ni á, không nói đến ni, nói tăng á, vị tăng mà ngồi chủ lễ á, thì ít nhất phải ăn chay trường từ 10 đến gì? Ít nhất là 10 năm trở lên. Có nghĩa vị đó đã xuất gia gì?
xuất gia ít nhất phải 10 năm trở lên, ăn chay trường và cũng phải có một phần đạo hạnh. Tất nhiên là không được viên mãn tất cả. Bây giờ mà bảo kiếm là một vị tăng viên mãn tất cả, giữ được hà tròn đủ 250 giới của Đức Phật á, thuyết cho hàng tỷ khiêu á, thì mới có thể lên ngồi pháp hội á. Xin thưa các quý vị, chắc chắn chắc chẳng có ai. Tôi dám khẳng định với các vị, chắc chắn chắc chẳng có ai. Vì trong sa di giới bản nói là vị sa di thọ 10 giới mà chỉ cần ăn gì, ăn phi thời một bữa thôi, thì vị đó không còn phải là sa di nữa. Mà không còn phải là sa di nữa thì đương nhiên làm sao có thể tiến lên ngôi vị tỷ khiêu viên mãn được. Cho nên trong giới tỷ khiêu của chúng tôi, Đức Phật mới nói học giới, thọ giới thì gọi là giới luy bất tự hối. Giới luy tức là giới yếu gầy. Khi thọ giới, thời mạt pháp này chắc chắn là không được viên mãn giới thể được, như là thời Đức Phật còn tại thế được. Vì sao? Tam sư thất chứng chắc chắn không thể chọn được. Cả ba vị hòa thượng Yết Ma A Xà Lê và bảy vị tôn chứng là đều thanh tịnh viên mãn như nhau, chắc chắn không có. Vì sao? Vì ấn tổ là tổ thứ 13 của tịnh độ tông Trung Hoa cũng nói rằng thời mạt pháp này kiếm được gì, bốn vị tăng thanh tịnh ở trong một quốc độ là gì, khó vô cùng. Và gần đây trưởng lão hòa thượng pháp sư thượng tịnh Hạ Không ngài nói gì, cả cõi năm thiểm bộ châu của chúng ta này, tức là cả trái đất này, bây giờ kiếm được gì, kiếm được 4-5 vị tăng thanh tịnh hòa hợp sống với nhau cùng một thời điểm, cùng một chỗ xứ, cùng một quốc gia thôi là không có. Có thể quốc gia này có một vị ở thời điểm này, nhưng mà quốc gia kia thì lại có một vị ở gì, ở thời điểm kia. Cho nên hòa thượng mới nói tìm được 4 vị tăng thanh tịnh chứng thánh quả A-la-hán trở lên đó, cùng xuất thế với nhau, cùng một thời điểm, cùng trong một quốc gia, cùng một chí hướng hành đạo, thì không có. Vì sao mà không có? Vậy mới gọi là thời mạt pháp. Cho nên đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nói trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải. Các vị về nghe sẽ thấy cái điều đó. Mà một vị thánh tăng, một vị thượng nhân mà nói thì không phải là nói bừa, không phải là gì, như chúng ta phàm phu có thể muốn nói gì thì nói sai rồi thì xin lỗi, sám hối. Nhưng còn một bậc thánh nhân, các ngài trước khi nói, các ngài dùng cái vô sư trí để gì? Gạn lọc, sàng lọc, thì các ngài mới gì, mới phát khẩu thành tiếc được. Từ kim khẩu của các ngài nói ra giống như Đức Phật gọi là từ kim khẩu. Còn các vị thì có thể từ ngân khẩu đi. Kim khẩu tức là miệng bằng vàng, ngân khẩu tức là có thể cho miệng bằng bạc. Đấy, từ cái ngân khẩu của các vị trưởng lão, các vị thượng nhân, đại thượng nhân đó, chúng ta không được khởi tâm nghi ngờ. Đó, cho nên ở đây á, thì Phật tử hỏi rằng á, các Phật tử có thể tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm ở nhà được không, khi mà gì, khi mà không có thầy mà chỉ có các Phật tử đứng lên tổ chức, chúng ta đọc với nhau thì được. Không thể gọi là tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm ở tại nhà được, mà gọi là gì, chúng ta cùng nhau, chúng ta ngồi gì, ngồi trang nghiêm với nhau, cùng hướng lên Tam Bảo, và chúng ta gì, cùng đọc tụng nghi thức pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm ở tại gia thì được. Nhưng bày biện pháp sự ngồi lên trên như là chúng tăng khai đàn truyền giáo, như vậy tôi nghĩ là gì, không ổn. Vì sao mà không ổn? Vì Phật tử làm được cái này, làm được cái hình tướng này, thì ngoại đạo nó cũng có thể gì? Làm được cái hình tướng này. Cho nên người học Phật chúng ta phải hết sức cẩn trọng ở chỗ đó. Phật tử làm được cái này một lần, hai lần, ba lần, và rồi nói rằng gì? Không cần chữ tăng nữa, ta vẫn làm được pháp sự này. Dần dần là gì? Sẽ xuất hiện, có thể là xuất hiện gì? Một luồng tư tưởng mới, một tôn giáo mới. Thế nói rằng là gì? Không cần quy Tam Bảo nữa, chỉ cần quy gì, Nhị Bảo thôi, chỉ cần quy Phật Bảo, Pháp Bảo thôi, và Phật tử chúng ta thì đều có thể làm được tất cả các pháp như chữ tăng. Từ cái chỗ nói là gì, chúng ta có thể làm được pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, dần dần chúng ta thì lại có thể nói gì, chúng ta có thể truyền thọ pháp tam quy ngũ giới cho nhau,
Và thậm chí dần dần chúng ta nói gì, chúng ta còn có thể gì, khi mà chúng ta chán cuộc sống tại gia, chúng ta có thể tự thế phát vào gì, và phát nguyện xuất gia, mặc cả xa trên mình, đó là trở thành người xuất gia. Đó. Cho nên ở đây Phật tử hỏi chúng tôi rằng á, Phật tử có thể gì làm tam thời hệ niệm hay không? Thì hôm nay vì cái câu nói này nó về gì? Về giáo lý của Đức Phật, về bản ý của tổ sư, về cả cái sự hưng suy của Phật pháp Việt Nam chúng ta sau này. Cho nên tôi phải lấy dẫn chứng để nói rộng ra như thế, để chúng ta hiểu được, để chúng ta có thể mường tượng được rằng á, Phật giáo Việt Nam chúng ta muốn phát triển được phải như thế nào. Nghĩa là gì? Phật tử phải làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của Phật tử, đó là gì? Hộ pháp. Tăng ni phải làm tròn trách nhiệm của tăng ni, đó là gì? Hoằng pháp. Chúng ta đừng làm ngược lại. Ngược lại là rất nguy hiểm. Tức là ngược lại sao? Ngược lại có nghĩa gì? Lại biến gì? Tăng ni lại biến thành người gì? Hộ pháp. Còn Phật tử lại gì? Lại trở thành người hoằng pháp. Như vậy là làm ngược lại với gì? Với giáo lý, với lời di huấn trước khi nhập Niết Bàn của Đức Phật trong Kinh Di Giáo. Chúng ta biết trong Kinh Di Giáo Đức Phật gì? Phó chúc cho trách nhiệm nặng nề của Phật tử chúng ta, đó là hộ pháp. Hộ pháp là sao? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tùy hỷ, cúng dường, trợ duyên cho gì? Cho những bậc gì? Tôn túc trưởng lão, cho những bậc minh sư, hoằng pháp lợi sinh. Chứ nếu mà nay chúng ta muốn thay vào gì? Muốn bảo rằng bây giờ không có các hòa thượng thường tọa những bậc minh sư, ta cũng có thể gì? Thay để làm cái việc đó. Như vậy là gì? Cống cao, ngã mạn. Học Phật như thế, tu Phật như thế. Trong Kinh Nhân Vương Đức Phật nói gì? Các Phật tử đó đọa xuống gì? Xuống A Tỳ Địa Ngục còn nhanh hơn tên bắn. Nghĩa là sao? Từ đó mà, từ Kinh Địa Tạng mà nói đó, có nghĩa là vừa dứt hơi thở một cái trong khoảng một sát na, thần thức A Lại Gia đã gì? Đã chui toạt vào trong A Tỳ Địa Ngục thọ báo rồi. Không cần phải một phút một giây nào ở trên thế gian này, hay là đi qua con đường, qua cái biển nghiệp như trong Kinh Địa Tạng đã nói nữa. Có nghĩa là đứt hơi thở một cái, tắt hít vào không thở ra, tắt một cái, A Lại Gia thức là gì? Liền đi ra. Không có một giai đoạn trung ấm thân nữa. Có nghĩa là rất nhanh, nhanh trong gì? Trong một sát na thôi. Thần thức A Lại Gia của người đó đã gì? Của Phật tử kiêu căng ngã mạn đó đã ở trong A Tỳ Địa Ngục chịu khổ rồi. Cho nên Phật tử chúng ta học Phật phải biết khiêm cung, phải biết hạ mình, nghe lời trưởng lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không, chúng ta tu tịnh độ. Chúng ta thì tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, tức là chúng ta làm theo lời gì? Lời dạy của, đầu tiên là lời dạy của Phật ở trong kinh gì? Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Thứ nữa là làm theo lời dạy của gì? Của tổ, tức là cổ Phật Trung Phong Quốc Sư cổ Phật, tái lai để khai thị phổ độ chúng sinh. Thứ nữa là gì? Làm theo lời khuyến tấn và hộ trì của trưởng lão hòa thượng pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không, một vị gì? Một vị ân sư của Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới. Nhờ có gì? Công đức, sự che chở, bảo hộ của Ngài á, mà gì? Mà những người tu theo tịnh độ pháp môn của chúng ta gặp nhiều thuận duyên. Qua câu hỏi nói về Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, vì sao tôi thông báo cái đó? Vì liên quan tới gì? Các Phật tử chúng ta tin tưởng vào Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm này, làm sống lại pháp tu này, đó chính là nhờ vào sự khuyến hóa của trưởng lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, đặc biệt là trong vòng chục năm trở lại đây. Thế nhưng bây giờ cũng có gì? Có một số các quý thầy và một số các đạo tràng Phật tử cũng nói là tu theo Tịnh Tông Học Hội thế giới, tu theo Tịnh Tông Học Hội Quả Thượng. Nhưng ấy, cái việc đi tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ấy, không phải là gì? Vô tư mà làm. Mà lại làm vì gì? Nói thật với nhau, làm để kiếm tiền. Cực kỳ tội lỗi.
cực kỳ xấu xa. Cho nên các vị thấy là gần 2 năm nay tôi từ chối tất cả các lời mời đi tổ chức Pháp hội Trung Phong ở các chùa và ở các điểm. Vì sao? Vì tôi thấy rằng khá nhiều đạo tràng và một số các quý thầy bây giờ đi tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm là để gì? Để kiếm tiền. Đạo tràng Phật tử thì cũng kiếm tiền. Đi tổ chức đến đâu là mang cái hòm công đức đi. Thậm chí chỉ còn chửi nhau, mắng nhau, tranh nhau. Thậm chí tôi còn nghe nói gì, xé áo nhau về cái gì? Cái chuyện tiền nong không minh bạch ở trong đạo tràng nữa. Sai. Sai bét. Đó cho nên chúng ta mới thấy gì? Làm mà sai, chư Phật không gia hộ. Cho dù có ngồi trên tòa lập pháp hội đọc tụng với nhau gì, vài ngàn người, nhưng chư Phật Bồ Tát không gia hộ, tự sinh ra gì? Sinh ra phiền não với nhau mà thôi. Cho nên tôi thấy cái điều đó, tôi không muốn cho đạo tràng của chúng tôi gì đi vào cái vết xe ấy. Cho nên tôi dừng lại hoàn toàn. Gần 2 năm nay tôi không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa nào hay một địa điểm nào, kể cả nghĩa trang, các nghĩa trang lớn. Vì 2 năm vừa qua có khá nhiều, Nam Định cũng có 1-2 chùa lên mời chúng tôi tổ chức, Thái Bình cũng có vài chùa mời tổ chức, rồi nghĩa trang Liệt Sĩ Trường Sơn, nghĩa trang cô gái ngã ba Đồng Lộc, rồi nghĩa trang gì, nghĩa trang Đồi Độc Lập Điện Biên mời chúng tôi đi làm, nhưng chúng tôi đều từ chối khéo. Ở dưới Hải Dương có một chùa, Hải Phòng có chùa gì đến thỉnh chúng tôi, nhưng chúng tôi đều từ chối khéo, nói rằng công việc Phật sự giờ này quá nhiều bận bịu. Nhưng thực tế tôi không muốn biến gì tất cả các pháp Trung Phong Tam Thể Niệm, một pháp tu chân chính, một pháp phổ độ chúng sinh gì trong cửu pháp giới của Phật tổ, lại biến thành gì, biến thành những pháp hội kiếm tiền, giống như pháp hội cô hồn trần tế cô hồn đó. Giống như các pháp hội trần tế cô hồn, lục cúng hoa đăng để vân vân của các sư bây giờ hay thượng thiền hành đó. Chúng ta phải hiểu đây là một pháp tu tam thời hệ niệm, trong cái gì, trong cái khai thị gì có cái câu của ngài Trung Phong Quốc Sư nói là chuyên tu tam thời hệ niệm cơ mà, chuyên tu, nói về chuyên tu tam thời hệ niệm đó. Vậy thì hỏi hàng ngày các vị có chuyên tu không, hay là chỉ có đến mấy kỳ mấy tháng mới bắt đầu là gì, chuẩn bị pháp hội để cùng nhau để nhóm họp để gì, để đi kiếm tiền. Ngài Trung Phong nói là phải là chuyên tu tam thể niệm pháp sự đó. Cho nên ở đây chốt lại cái câu hỏi này thì tôi khuyên các Phật tử nếu có tín tâm với gì, với phương pháp Trung Phong tam thể niệm này, thì các Phật tử gì chỉ nên, nếu không có một vị đại đức, một vị thượng tọa, một hòa thượng đứng đây làm chủ lễ để khai thị những bài khai, 15 bài khai thị của Trung Phong Quốc Sư cho trên từ các vị Bồ Tát, Bổ Sứ, dưới cho đến gì, những chúng sinh khổ đau trong A Tỳ Địa Ngục, thì tốt nhất gọi là chúng ta cùng nhau nhóm họp để gì, để đọc tụng Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Kể cả đến bài khai thị chúng ta cũng cùng nhau đọc như đọc kinh ấy. Thế thì được. Nhưng mà một người đứng lên để ngồi trên tòa gì để khai thị cái đó là gì, rất nguy hiểm. Chỉ một thời gian ngắn thôi, cả đạo tràng đều gì, tôi dám khẳng định là đều đi sai đường hết. Một thời gian ngắn thôi, cả đạo tràng đều đi sai đường hết. Vì sao? Tâm cống cao ngã mạn nổi lên và đi sai đường. Nếu không tin tôi, các Phật tử cứ làm đi, vài ba năm sau mà xem. Chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ. Lúc đó thì có A Di Đà Phật hiện đến trước mặt cũng không lôi được chúng ta ra nữa, chứ đừng nói là Hòa Thượng Tịnh Không. A Di Đà Phật hiện đến trước mặt chúng ta gì cũng không lôi được chúng ta ra. Có khi chúng ta gì cho đó là giả, ta mới là gì, ta mới là A Di Đà Phật đó.
Đấy gọi là gì? Gọi là ma tâm lẫy lừng. Tâm ma và gì? Và ngoại ma phối hợp với nhau, biến mình thành gì? Từ một Phật tử chân chính mộ đạo thành gì? Thành một con ma to đùng mà chúng ta không nhận ra. Cứ nghĩ mình là gì? Là Phật, là Bồ Tát tái thế để phổ độ chúng sinh. Đó, cho nên với câu hỏi đó này chúng tôi phải dành rất nhiều thời gian để trả lời. Vì lâu lắm mới có một câu Phật, một câu hỏi về Phật Pháp. Đại đa số là hỏi thì bạch thầy gia đình nhà con. Ấy thì rồi nào là vợ chồng con cái thế này thế khác, rồi làm nhà làm cửa này thế nọ thế kia, rồi là cưới nhau rồi mấy năm nó chẳng sinh con cho, thậm chí là gì, chồng con thì uống rượu, say rượu mềm ra thì làm thế nào cho nó khỏi. Thậm chí có người thì gì, lại bảo bạch thầy chồng con đi với gái thì con phải làm thế nào, khổ cái thân tôi. Có một vị Phật tử ở trong miền Nam ấy, nói với tôi là gì? Khổ cho các thầy ở miền Bắc. Đến cái chuyện mà gì, chồng nó uống rượu, nó cũng gì cũng đưa câu hỏi để hỏi thầy. Thậm chí là đến gì, đến là vợ chồng nó cãi nhau gì, vì cái chuyện tình cảm chăn gối nói gì cũng đến hỏi các thầy. Đau khổ quá. À, thôi thì Đức Phật nói rồi, chúng ta thì tùy cơ mà hóa độ chúng sinh, thì cần duyên gì thì chúng ta gì, chúng ta có thể tùy cơ mà ứng biến. Thế vào đời nó như thế, học theo hành nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng thì tại sao ngài xông lên quái trời không ở quái Phật mà hưởng húc báo, mà ngài gì, ngài vào tận trong A Tỳ địa ngục làm gì, để độ chúng sinh làm gì, vào trong tận cái hang cùng ngõ hẻm của gì, những nơi tối tăm nhất của gì, của lòng người, để giáo hóa cho gì, cho họ là gì, vào địa ngục, tức là vào những nơi tối tăm ngõ hẻm nhất của lòng người, của tâm người đó các quý vị ạ. Vậy mà Địa Tạng Địa Tác một mình, Địa Tạng Bồ Tát một mình chống gậy Tích Trượng với Viên Minh Châu để soi đường. Viên Minh Châu là gì? Đó là tượng trưng cho trí tuệ. Gậy Tích Trượng đó gì? Tượng trưng cho bản nguyện của ngài vững như gì? Như bản thạch. Cho nên bước đi từng những bước chống cái gậy Tích Trượng là bước từ những bước vững vàng để tiến vào những nơi gì khó nhất, những nơi khổ nhất, những nơi tối tăm nhất của gì, của nhân sinh. Đó, học cái Bồ Tát Địa Tạng học ở chỗ nào? Học chỗ đây đấy. Tụng kinh Địa Tạng phải hiểu được cái đó. Và chúng ta phải phát nguyện làm theo gì? Làm theo lời dạy của ngài trong đó thì mới có thể gọi là tương ưng với kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên á, ở đây thì chúng tôi mới nói rằng là, chúng tôi mới nói với các quý vị là học Phật, tu Phật không phải là dễ đâu. Thôi thì mỗi điều kiện hoàn cảnh như thế nào, Phật phân ngôi bổ sứ thì chúng ta cứ cố gắng làm tròn trách nhiệm thôi. À, chuyển sang câu hỏi thứ hai. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, nhà con thờ Phật và mẫu địa, nhưng con thờ riêng ban, con không dùng vàng má và đồ mặn, con chỉ cúng chay hàng ngày, con tụng kinh Pháp Hoa và kinh Địa Tạng. À, con thờ và hành như thế có đúng pháp không ạ? Con xin thầy chỉ dẫn cho con được rõ. A Di Đà Phật. Phật tử nói là thờ Phật và thờ mẫu, nhưng mà thờ riêng hai ban, không cúng vàng mã, chỉ cúng đồ mặn, thường tụng kinh Pháp Hoa và kinh Địa Tạng, như vậy có đúng pháp không? Được, không sao. Mẫu là gì? Thờ mẫu, mẫu là thuộc gì? Thuộc trong một gì ạ? Một trong tứ thánh, tứ bất tử của Việt Nam của chúng ta. Cụ cái gì? Cụ cũng có công đức rất lớn với gì? Với việc là gì? Cứu độ chúng sinh ở đất nước Việt Nam chúng ta này, cho nên nữa mới được phong là gì? Là thánh mẫu. Mà không chỉ thánh mẫu bình thường mà còn thánh mẫu gì? Tứ bất tử, một trong tứ bất tử. Tứ bất tử đó là sao? Vị thứ nhất đó là gì? Đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Tánh, tức là Đức Thánh Tản đó. Vị đệ nhị phúc thần đó là gì? Đó là Đức Thánh Gióng. Vị đệ tam phúc thần đó là, đó là Chử Đồng Tử. Vị đệ tứ phúc thần đó chính là Thánh Mẫu. Người ta còn gọi là Công Chúa Liễu Hạnh, sau này gọi là Thánh Mẫu đó. À, gọi là Thánh Mẫu đó. À, thì xuất phát ở từ đó, sau này mới gì, bắt đầu từ đó mới tham, mới ra gì, lên truyền thuyết mới gì, mới Tam Phủ Thánh Mẫu, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu gì, Thoải Phủ, và Mẫu gì, Mẫu Thượng Ngàn. Tức là gì? Mẫu Thượng Ngàn tức là chỉ cho mẫu ở quái nhân gian chúng ta này. Mẫu Thượng Thiên, mẫu Thiên Quái Trời, mẫu Thoải Phủ tức là gì?
Mẫu Thượng Thiên á thì thường là có màu gì? Được tô màu đỏ. Mẫu Thượng Ngàn á thì gì? Được sơn màu xanh. Và mẫu Thoại Phủ á thì gì? Được sơn màu trắng. Đó, xanh, đỏ và trắng tượng trưng cho Thượng Thiên, Thượng Ngàn và gì? Và Thoại Phủ. Đó, đấy là gì? Cái thờ mẫu. Chứ còn ở đây Phật tử nói là chỉ thờ để kính, để lễ, không đốt vàng mã, không cúng đồ mặn, chỉ cúng chay hàng ngày và tụng kinh niệm Phật, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng. Thờ như thế có đúng pháp không? Đúng. Tôi khẳng định với, nếu mà thờ như thế, làm việc chân chính như thế, chúng ta thấy kinh Địa Tạng là gì? Quỷ thần còn gì ạ? Còn được lên cung trời đao lợi dự pháp hội Địa Tạng cơ mà. Ác mục quỷ vương, đạm thai noán quỷ vương, rồi chủ mệnh quỷ vương, chủ sản quỷ vương, chủ họa quỷ vương, chủ hao quỷ vương, vân vân đó. Có vô số các quỷ vương ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên này, thế giới này. Còn được dự pháp hội những kinh Địa Tạng, và Đức Phật nói rằng gì? Đều do gì? Đều do Bồ Tát Địa Tạng độ cho từ nhiều kiếp trước đến nay cơ mà. Nay các vị gì? Đã thành tựu cái hạnh gì? Muốn thành tựu cái hạnh Bồ Tát, muốn phổ độ chúng sinh ở trong gì? Trong cõi đời ác trược. Cho nên mới thể hiện ra những tấm thân như thế. Ví dụ như chủ mệnh quỷ vương, Đức Phật gì? Nói rằng đây không phải là một vị quỷ vương bình thường, mà đây chính là một vị đại Bồ Tát. Đã chứng ngôi vị gì? Bổ sứ rồi, nhưng mà gì? Vì cái tấm lòng đại bi cứu độ chúng sinh của Ngài, cho nên á, Ngài đi xuống gì? Ở dưới cõi âm ti địa phủ để làm một vị quỷ cai quản về gì? Về thọ mạng, hay cai quản về gì? Về việc sinh sản vân vân đó, dẫn dắt cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Có nghĩa là ở trong những chỗ tối tăm đó, Phật Bồ Tát gì vẫn tìm cách để phổ độ chúng sinh, cho dù đó là một tia hy vọng gì nhỏ nhất. Đây chính là cái gì? Cái nét đẹp văn hóa truyền thống. Tôi có thể nói rằng gì? Không có một tôn giáo nào có cái nét đẹp văn hóa truyền thống đó như là như đạo Phật của chúng ta. Dù chỉ một tia hy vọng ở trong chỗ tối tăm nhất, đó là A Tỳ Địa Ngục, Phật Bồ Tát vẫn gì? Dùng đại thần lực, phóng đại quang minh đi vào đó để thuyết pháp giáo hóa, cứu độ cho nó. Trong cái chỗ khổ đau tối tăm nhất, lóe lên gì? Lóe lên một đốm lửa nhỏ, làm rực sáng lên, bừng sáng lên ở trong tâm can tội lỗi của họ, khiến cho họ biết gì? Quay đầu, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Phật Bồ Tát không quay lưng với họ, mà dần dần từng bước dắt cho họ từ chỗ tối tăm u mê đó ra chỗ sáng lạng, tốt đẹp hơn. Cho nên cái này mới là cái truyền thống. Từ Phật này truyền sang Phật nọ, từ Phật nọ truyền sang gì? Phật kia. Cứ như thế, không bao giờ đoạn tuyệt ở trên thế gian này. Không bao giờ bị đoạn tuyệt ở khắp trong mười phương thế giới này. Cho nên đấy mới gọi là truyền thống. Văn hóa tốt đẹp nhất của gì? Của đạo Phật chúng ta. Chính là gì? Ngọn đuốc sáng của lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát, của chư Hiền Thánh Tăng đó. Đó, chúng ta học ở cái đó, nói gương cái đó để mà gì mà làm theo. Đó, cho nên ở đây chúng tôi xin trả lời với Phật tử rằng á, nếu mà thờ Phật thờ Thánh mà tu hành đúng chính pháp như vậy á, thì cứ thế mà tu thôi, không sao. Chúng ta biết là gì? Nhiều chùa bây giờ gì vẫn thờ cả mẫu ở trong chùa cơ mà. Có một cái cung điện, có một cái điện ở bên cạnh, bên phải hoặc bên trái, bên phải hoặc bên trái của chùa cơ mà, Tam Bảo cơ mà. Đó. Mà ngay bản thân tôi cũng vậy, tôi đưa đối trước gì các vị thánh như Đức Thánh Tản Viên, hay Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, hay là Chử Đồng Tử, hay Đức Thánh Gióng, hay Đức Thánh Trần chẳng hạn, tôi đều gì cung kính chắp tay xá chào A Di Đà Phật với các ngài. Mong các ngài gì ở bất cứ điều kiện nào, hoàn cảnh nào, cảnh giới nào, các ngài cũng đều vận đại thần lực, dùng công đức trí tuệ phúc báo của các ngài để phổ độ chúng sinh, để bảo hộ gì quan dân đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng, và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới nói chung, và đồng thời cũng hộ trì cho Phật pháp ở Việt Nam này để gì được sương minh. Tôi đều lễ kính các ngài đấy các quý vị. Tôi có phản bác đâu. Tôi chỉ nói là gì, những người mà gì làm nhục lây đến gì, đến Phật, đến Thánh á, thì thường thường thì tôi thường
chỉ thẳng ra cái sai của họ, để cho gì? Cảnh tỉnh họ bằng những cái lời gì, cái lời thật nhất, xem may ra họ có hiểu được không. Chứ còn nếu họ không hiểu thì chúng tôi gì cũng chịu, vô phương cứu chữa. Đó. Hãy chuyển sang một câu hỏi nữa. Con bạch thầy, bạch sư ông và sư cô, ban thờ Phật hiện tại ở nhà con, mẹ con mua hoa dâng cúng như ở ban thờ các quan và gia tiên, nhưng hoa ban thờ Phật luôn bị héo nhanh hơn hẳn hai ban thờ còn lại ạ. Và đồ lễ dâng cúng Phật hay bị kiến ăn ạ. Bạch thầy khai thị giúp con. Con có phải làm điều xấu không ạ? Con xin tạ ơn thầy, sư ông và sư cô ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bảo là cúng mua hoa về cùng một lúc, cúng Phật, cúng gia tiên, nhưng mà thì hoa trên ban Phật đó, thường thì héo trước. Cái này cũng có thể có lý do như thế này này. Đây là tôi phỏng đoán thôi. Có thể gì? Ban Phật thì bao giờ chúng ta cứ nghĩ là cung kính cho nên thì thờ cao hơn. Mà thờ cao hơn thì nó gì? Nó sát trần nhà và sát gì? Sát mái nhà. Nếu mà thờ mái tôn nó thì mái tôn hợp xuống là gì? Rất là nóng. Khoa học đấy nha, đây không phải là ấy đâu nhá. Không phải là tôi phỏng đoán, nhưng mà nếu mà thật như thế, ban thờ Phật, nhà Phật tử này mà cao nhất hơn thần linh và gia tiên ấy, thì đương nhiên là gì? Ở trên gần trên trần thì là cái nơi gì? Trần trời nắng to nó hấp xuống, nắng đến 38-40 độ như vừa rồi ấy, thì nhà trần hay là nhà lợp tôn ấy, thì gì? Càng nóng thì đương nhiên cái gì nóng nhất thì nó sẽ gì? Héo nhanh nhất. Đơn giản như vậy. Còn bảo á, kiến nó hay bò vào bát hay bò lên ban thờ Phật ấy, có thể sao? Vì nó hay cúng gì? Cúng bánh, cúng kẹo, cúng quả, đồ ngọt ở trên gì? Ban Phật ở dưới thì cúng mặn xong lại rút đi rồi chẳng hạn. Còn ở trên thì trên cao thì còn oản hoặc là gì, hoặc bánh nó ngọt. Ngọt thì gì? Làm mồi cho gì? Cho kiến. Đơn giản có gì đâu. Còn nếu mà muốn thử xem nếu có phải tâm linh hay không, thì Phật tử này có thể gì? Về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Và lấy cái nước gì? Tụng kinh Địa Tạng cũng hàng ngày đó, mà sau là rải ở trên ban thờ và rải gì khắp ở nhà cửa. Và đến ngày thứ 21, Phật tử này gì? Quỳ xuống trước ban thờ Phật và phát nguyện rằng con Phật tử tên là, pháp danh là, cư trú tại số nhà này, nguyện đem tụng nguyện đem 21 ngày tụng ăn chay tụng kinh Địa Tạng này, niệm danh hiệu Đức Phật hoặc Bồ Tát này, để hồi hướng cho gì, cho nếu trong gia đình nhà con mà gì có oan gia trái chủ, nghiệp chướng nặng nề á, thì nguyện gì Phật Bồ Tát Địa Tạng sẽ dẫn dắt, sẽ độ cho gì các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con sớm được siêu thăng cảnh giới, được sinh nhân thiên hoặc sinh trời, tức là sinh trời người đó, hoặc sinh về cõi tịnh độ mười phương chư Phật. Chúng con xin thành tâm sám hối, đem 21 ngày ăn chay tụng kinh Địa Tạng này hồi hướng công đức được bao nhiêu, hồi hướng hết và cầu xin sám hối. Và nguyện nếu đúng như vậy mà gì, lời con nguyện mà không sai, không hư dối, thì nguyện cho gì, đàn kiến từ nay không đi vào bâu ở trên gì, đồ cúng ở trên ban thờ Địa Tạng nữa, và hoa cúng ở trên gì, trên ban Phật cũng không bị héo trước gì ban thờ thần linh gia tiên nữa. Làm thử đi, trong hai trường hợp đó sẽ có một trường hợp đúng, chắc chắn không sai hết. Các vị cứ thử đi. Một câu nữa. Bạch thầy, con quy Tam Bảo rồi mà gỡ, mà giờ lỡ cắt duyên âm của thầy dạy luân xa, con có bị coi là quy y thiên thần quỷ vật không ạ? Làm cách nào để sám hối? Đó. Bạch thầy, quy Tam Bảo rồi mà lỡ gì? Lỡ cắt duyên âm của thầy dạy luân xa thì có bị quy thiên thần quỷ vật không? Đấy cũng là gì? Cũng là theo rồi đấy. Là học theo họ rồi đấy. Thế thôi thì bằng cái sám hối là gì? Sám có nghĩa là sám trừ tội trước. Bày ra. Thế nay bày ra với thầy rồi. Bày ra với đại chúng xem trực tuyến đây rồi là gì? Là mình biết cái đó là sai rồi. Cho nên nay đi hỏi và rất lo lắng và hỏi sám hối bằng cách nào, làm cách nào để sám hối. Tức là bày ra thế này gọi là sám rồi. Còn hối là gì? Hối tức là hối cải, không tái phạm. Đó gọi là hối. Sám hối có nghĩa là bày ra những lỗi trước, ăn năn chừa bỏ, không tái phạm những lỗi sau. Đó gọi là sám hối, từ hai từ sám hối chân chính của nhà Phật. Vậy áp dụng vào điều kiện hoàn cảnh này là sao? Có nghĩa là không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, không liên hệ gì với ông thầy mở huyệt lân xa này nữa.
Chúng ta gì? Có thời gian thì đến chùa tụng kinh niệm Phật, không có thời gian thì ở nhà tự tụng kinh niệm Phật và nghe Pháp. Đó là gì? Đó chính là phương pháp tốt nhất để chúng ta sám hối. Đó thì như tức là nói hôm nay là một ngày đặc biệt của tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Đó là ngày gì? 20 tháng 10. Ngày phụ nữ, ngày của phụ nữ. Tất cả chúng ta đấy, có mặt ở trên đời này gì? Đều nhờ phụ nữ mà có mặt. Tôi cũng vậy, thậm chí Phật cũng vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật gì? Cũng nhờ bà mẹ của mình là bà Hoàng hậu gì? Mà ra mà có mặt. Chứ không có ai từ hòn đá mà gì mà nứt ra như phim Tây Du Ký Tôn Ngộ Không đâu, không có đâu. Tôn Ngộ Không đó là hư cấu, nhân vật hư cấu trong truyện Tây Du Ký. Còn thực tế, tất cả chúng ta có mặt trên đời này bằng xương bằng thịt đều từ gì? Đều từ bào thai của người mẹ mà sinh ra. Cho nên hôm nay ngày 20 tháng 10 cũng là ngày của mẹ. Vì vậy thì để cho thay đổi không khí một chút, cho đại chúng hoan hỉ vui tươi một chút, để học Phật một chút, tôi sẽ hát tặng các vị một cái bài hát với nhan đề là gì? Để có một lời khuyên. Mà tôi sáng tác cái bài này là nhớ là năm nó đang đi học ở học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ hai, tức là đồng nghĩa là năm đó là năm 2004. Khi đó tôi đọc thấy, tôi đọc cái quyển sách Thiền Uyển Tập Anh, nói về câu chuyện của một vị thiền sư, đó chính là thiền sư Tổ Cua của Việt Nam chúng ta. Nhà có hai mẹ con, cha mất sớm, hai mẹ con nuôi nhau. Ngài mới đâu 9-10 tuổi đó. Thì một hôm thì trời nắng chang chang, mẹ đi làm, bắt giỏ cua từ chiều hôm trước, bảo con ở nhà sáng mai thì con gì? Con ở nhà thì nấu cơm, thì con đem giỏ cua để giã, để nấu canh. Rau dền thì ở ngoài vườn đó con ra mà hái, nấu bát canh rau dền với cua đó, để mẹ đi đồng làm với mẹ con cùng ăn. Con thì bảo vâng, vâng, vâng. Mẹ đi làm về buổi trưa khoảng 11, 12 giờ trưa, nắng tháng 4, tháng 5, chúng ta biết ngày xưa mùa hè nó nắng lắm. Bây giờ cũng nắng nhưng mà ngày xưa nó gì, nó còn có khi nắng hơn. Mẹ đi làm về nắng nóng như vậy, bảo giờ con bưng cơm ra để cả nhà hai mẹ con cùng ăn. Bê mâm cơm ra, nồi cơm ra, nồi canh ra, chỉ thấy gì? Chỉ thấy bát canh rau dền suông. Mẹ hỏi là mẹ đã bảo con là gì? Là cái giỏ cua hôm qua mẹ bắt mẹ để ở trong kia, mẹ để trong cái thùng ấy mà sao con không lấy để con không giã để mà gì? Mà nấu mẹ đã bảo con từ sáng rồi mà, dặn đi dặn lại rồi mà. Đứa con gái đầu gái tai bảo là gì? Lúc đầu thì không dám nói nhưng nghe mẹ nói nhiều thì đứa con gái đầu gái tai mới bảo là mẹ không phải là con lười đâu. Con ấy thì cũng nghe theo lời mẹ lấy cái giỏ, bắt cái giỏ cua ra để giã. Thì chúng ta biết là trước khi giã cua thì phải đem đi gì? Đem đi rửa. Mà rửa cua thì cua này chỉ ngâm nước xong một cái, nó vào nước một cái thì từ cái miệng thì hai cái mắt là gì? Với cái miệng của nó thường nó hay sùi gì ạ? Sùi nó đùn cái bọt nước ra. Nhân duyên thế nào đứa trẻ thấy gì? Cái con cua đó nó sùi nước ra như vậy thì đứa trẻ nghĩ là gì? Con cua đang khóc. Và nó nghĩ rằng, nó nghĩ sâu, nó không nghĩ rằng con cua nó sùi bạt mép, mà con cua gì, nó nghĩ rằng con cua đang khóc, con cua bố đang khóc gì, sắp sửa phải xa con cua con, và xa con cua gì, cô vợ. Và con cua mẹ, nó đang khóc sắp sửa phải xa con cua gì, cô bố, tức là con cua chồng, và xa con cua con. Và ngược lại con cua con, sắp nó đang khóc vì sắp sửa phải xa con cua bố và con cua mẹ, anh em gia đình của nó. Tâm Phật trong một đứa trẻ nhìn thấy con cua sùi bọt mép, nó tưởng tượng ra đó là gì? Đó là một sự chia ly không đáng có. Cho nên á, đứa trẻ liền là mang cả giỏ cua ra cầu ao ở, mình vừa rửa xong đấy, đổ hết xuống đó phóng sinh. Nghe đứa con nói như thế, người mẹ gì đang tức tốc do chưa được học Phật pháp mà đang gì, đang tức tối trong lòng. Nghe đứa con nói như thế, sao mày lại ngu thế, làm gì có chuyện cua khóc cái thằng này. Cho nên là gì, nhìn đi nhìn lại thấy cái cắn, thấy cái chổi gì, cái cắn chổi tre ở bên cạnh là gì, mày lười thì mày có gì, mày lười mày có, ai có chuyện là gì cua khóc. Nó nói không, nó khóc thật mà mẹ, nó khóc thật.
Thế mẹ tức quá vớ cái chổi lại vượt tối vượt tấp, vừa vụt con vừa bảo là gì, mày ngu thế, mày lười thế, mày chết đi, mày biến khỏi nhà tao đi, vân vân. Đánh nó, vừa mắng vừa đánh, rồi đứa trẻ nó sợ quá nó đứng ra nó chạy, người mẹ tức quá không thể nào chịu được gì, liền vác cái chổi đuổi theo đứa con trai duy nhất của mình, và vừa đuổi về mà mày cút đi, không có mày gì mà tao bắt được mày, tao đánh mày chết. Nó sợ quá nó chạy từ đất Hưng Yên lên tới đất gì Nam Hà Phủ Lý, chạy từ buổi trưa cho đến gì, cho đến tối 9-10 giờ đêm. Nó đói quá nó ngất lả trên cước trước cửa một ngôi chùa, được một vị hòa thượng ra đóng cửa chùa, chú tiểu ra đóng cửa chùa thì thấy một đứa trẻ ngã ngất trên ở bên cửa chùa, chạy vào hỏi hòa thượng trụ trì ra thì bế nó vào cho nó ăn, ăn xong thì hỏi ra mới biết là gì, mẹ nó như thế như thế. Hòa thượng biết cái đứa trẻ này có duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp cho nên á mới bảo nó rằng thôi thì con cứ ở đây tạm một thời gian, bây giờ về thì mẹ con thì đang nóng vội, có khi thì về mẹ con lại đánh cho thì. Nhưng mà hòa thượng biết đứa này nó trẻ nó có duyên với Phật rồi cho nên nó bảo nó ở lại một thời gian, ở lại vài hôm thì gì tự nhiên nó thích, nó thấy gì được đọc kinh Phật, được niệm A Di Đà Phật và được hòa thượng dạy cho nó gì cái lòng yêu thương chúng sinh, giống như yêu thương chính bản thân mình và yêu thương chính những người thân của mình vậy, yêu thương từ những con kiến con trùng cũng như yêu thương bản thân mình vậy. Cho nên đứa trẻ đó gì đã ngấm được cái tinh thần từ bi của đạo Phật chỉ trong một vài ngày ở trong chùa thôi, và nó xin với hòa thượng rằng á là thôi xin hòa thượng thương con và độ cho con thì được xuất gia. Và hòa thượng thì thấy thế cũng rất hoan hỷ và độ cho xuất gia, dần dần sau này lớn lên trưởng thành và trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, đó là gì? Giáo hóa được vua Lê, từ cái ông vua là gì như là một vị bạo chúa, một vị gì không có niềm tin với Tam Bảo Phật Pháp, đuổi sư gì sư các sư già đuổi về nông thôn, sư trẻ thì bắt hoàn tục, phá chùa hại tháp, khiến cho trong kinh thành lúc bấy giờ thì chẳng còn một bóng sư. Tức là gì? Trong kinh thành Thăng Long ngày đó thì không còn một vị sư nào, đuổi hết. Vì nghe theo nhà Nho, Sàm Tấu nói là sư không làm cái gì lợi ích cho gì cho xã hội cả, sư là những kẻ ăn bám, rồi sư thế này, sư thế nọ, sư kia, vân vân. Vua tin theo và liền cho đốt chùa, giết sư, giết có, đốt có và bắt hoàn tục có, đuổi về gì đồng quê có, đuổi về ngôi chùa làng ở vùng xa nơi trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của quốc gia có. Nhưng rất may chính vị thiền sư tổ cua này, ngài gọi là tổ cua là vì gọi cái tên thân thiện với ngài, vì ngài xuất gia nhân duyên đó, gọi là thiền sư tổ cua. Chính trong lịch sử thiền viện Tập Anh á của Phật giáo Việt Nam ghi ngài chính là thiền sư Tông Diễn đó. Các quý vị về sẽ tìm đọc cái quyển sách về gì? Về giai thoại về thiền sư Tông Diễn, hay còn gọi là thiền sư Tổ Cua sẽ thấy gì? Ngài á có công rất lớn trong việc phục hưng, chấn hưng Phật giáo Việt Nam chúng ta ở cuối thế kỷ thứ 16, đầu thế kỷ thứ 17 sau Công Nguyên. Làm gì? Ngài chính là người làm cho cái vị vua Lê đó hồi tỉnh và quỳ mọp xuống chân để sám hối, và sau này thì sám hối cái tội đó trước chân ngài, trước ngài mà còn phát nguyện là gì? Tượng Phật, tạc một pho tượng Phật duy nhất của Việt Nam cũng như trên thế giới. Đó là tượng Phật không ngồi trên tòa sen, mà tượng Phật ngồi trên gì? Trên lưng một vị vua để sám hối cái tội gì? Phá hoại Tam Bảo, hoại Phật, hoại Pháp, hoại Tăng của mình trước đây do vô minh, do nghe lời Sàm Tấu của một số nhà nho hổ bại và ganh ghét Phật giáo. Cho nên vị vua Lê đó gì đã sám hối bằng cách là gì? Từ trong tâm rồi, nhưng mà thì còn để dạy cho con cháu của mình và những người mai sau là gì đừng có phạm phải sai lầm như tôi nữa mà gì. Cho nên ngài mới thể hiện là bảo tạc một pho tượng, một người ngồi quỳ ở dưới, mọp ở dưới giống như là ông vua đó, và để gì làm một tôn tượng của Đức Phật ngồi lên trên lưng vị vua đó. Đấy là một pho tượng có 102 của Phật giáo, không chỉ Việt Nam mà trên toàn thế giới. Tượng Phật trên thế giới thì toàn ngồi trên tòa sen, tượng Phật của
Việt Nam chúng ta có một ngôi chùa đây, hình như đấy là chùa Hoài Nhai của chúng ta thì phải. Duy nhất một pho tượng ngồi trên lưng của một ông vua. Và cái chùa đó chính là ngôi chùa mà gì, sau này ngài Thiền sư Tông Diễn này được vua gì, vua cho xây dựng cái chùa đó và thỉnh mời ngài trụ trì đó để làm nơi hoằng pháp cho gần kinh thành, thỉnh thoảng lui tới để học pháp, để đàm đạo. Sau khi mà nổi tiếng rồi thì ngài mới đi về quê của ngài ở Hưng Yên để hoằng pháp, có công việc Phật sự. Ngài đi về quê thì hơn 30 năm sau, tức từ khi đó, xuất gia đó, đã hơn 10 tuổi rồi, cho đến hơn 30 năm sau, tức là hơn 40 tuổi, khi đó ngài cũng đã gì, có thể trạc tuổi như chúng tôi hoặc nhiều hơn một chút, cũng lên ngôi vị thượng tọa gì đó. Nhưng mà ngài thì giỏi, chúng tôi thì chả làm được cái gì cả. Cái ngài thì giỏi đạo hạnh, cho nên ngài đi về, đi qua cái cổng làng của mình cũ ngày xưa, ngài thấy một bà cụ già bán nước ở bên gốc cây đa. Nhìn từ xa ngài đã biết đó là mẹ mình rồi. Nhưng ngài vào thì ngài vào uống chén nước và trò chuyện, hỏi thăm bà cụ rồi thì chuyện qua lại một chút thì ngài bảo là thôi tôi có việc phải đi thôi, bà cụ cứ ở lại bán hàng nhé. Thế đi 2-3 ngày sau hoằng chuyến hoằng pháp đó xong thì thầy á, vị thượng tọa Thiền sư Tổ Cua đó, ngài Tông Diễn đó, hoằng pháp xong ngài lại đi qua về đó, lại ghé vào cái quán nước cây đa đầu làng của bà cụ bán hàng đó và gì ngồi uống nước một chút, xong hỏi thăm chuyện qua lại, hỏi rằng cái cụ bán hàng như thế này thì hàng ngày cuộc sống ra sao, có đủ sống đâu, con cái đâu, vân vân thế này khác. Lúc này mới có thời gian nói chuyện, bà cụ bảo á, chẳng giấu gì thầy thì trước đây tôi cũng có một đứa con trai, nếu bây giờ nó còn sống thì có khi nó chuột tạc chuổi thầy. Ngày xưa tôi nóng tính như thế cho nên đánh đuổi nó, không biết bây giờ nó sống chết ra sao. Hơn 30 năm nay bặt vô âm tín tôi cũng chẳng biết là như thế nào nữa. Nghe như vậy thì ngài càng chắc chắn đây là mẹ mình 100% rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên nhưng mà ngài không nói ra là mình là con của bà cụ, cũng không nói bà cụ là mẹ của mình. Và ngài gì dùng phương tiện và nói rằng á, vậy thì thưa cụ, thì bây giờ thưa cụ sống có một mình như vậy đấy, cũng già rồi, pháp phỏng thì thôi cụ, hàng ngày cũng hay đi chùa như vậy thì thôi, tôi có cái chùa ở trên gì, chùa Hoài Nhai ở trên gần chỗ kinh thành đó, thì tôi ở đấy thì cũng mấy ngôi chùa không có người trông nom thì thưa cụ có thể về đấy, có mấy chú tiểu mấy thầy trò với nhau thì cụ ở đấy thì hàng ngày thì khỏe thì cụ gì, cụ ra nhặt cái cỏ, yếu thì cụ gì, cụ tụng kinh niệm Phật, mà yếu nữa thì thôi cụ nằm cụ nghỉ, tuổi cũng đã 60-70 rồi còn gì nữa. Bà cụ nghe cũng vui, mới gặp qua đường gặp ông sư mấy hôm trước, hôm nay mà cái nghe một cái gì nó thân thiết trong lòng mà ông lại đề xuất như thế, bảo tôi vô thức thế, thế con đi với thầy. Thế là đi về, về thì nói rằng á, ngài không nói cho bất cứ ai, người dân làng già trẻ gái trai, giống như các đệ tử của mình cũng không nói đấy là mẹ mình, mà chỉ nói là có một bà cụ như thế tôi gặp ở dưới quê. Thế cụ cũng gì cũng có tâm hướng Phật thì tôi thì bảo cụ lên để làm công quả chấp tác, khỏe thì cụ thổi cơm thì nhặt cỏ thì quét chùa, lau ban Phật, mà yếu thì thôi thì cụ làm được đến đâu làm, các chú thì cũng đừng phải cố gắng dẫn dìu dắt rồi khuyến tấn cho cụ gì, cụ làm và cụ tu, niệm Phật là chính. Thế mấy chú tiểu của cụ, của mấy đại đức và chú tiểu của thượng tọa thì cũng vào hoan hỉ và vâng thì thầy dạy nào thì con y giáo phụng hành, cho nên thì cũng hàng ngày bên bà cụ thì khỏe thì làm công quả tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Một hôm thượng tọa có việc phải đi xa đấy, bảo các đệ tử rằng á, trong mấy hôm nay thì trời nó cũng trở thời tiết thay đổi, thấy tôi cũng thấy bà cụ lại ho nhiều và sức khỏe yếu hơn, nếu mà mấy hôm nữa tôi đi mà không may bà cụ có bệnh hệ gì á, thì các thầy á với các chú á, đừng có động chạm vào thân thể của cụ, cứ để nguyên ở trên gì, ở trên giường, mắc màn lên và đợi tôi về thì gì mới tính sau. Thế cụ đi 3-4 ngày sau thì đúng quả thật về thì cái vị thượng tọa đi về thì cái bà kia, bà cụ kia gì với mẹ của ngài á, mới mất từ gì, từ chiều tối đêm hôm trước thì sáng hôm sau ngày về. Ngày về thì nghe thấy người nhốn nháo chạy qua chạy lại, mấy chú tiểu cũng thế, chạy qua chạy vừa thấy ngài về vào chạy ra tận cửa chùa để đoán cụ thì bảo là bạch thầy không ổn rồi. Bà vãi gì, đi mất chiều hôm qua bà ấy thay đổi tiết nó lạnh quá, bà ấy đi rồi. Thế nhưng hòa thượng thầy dạy chúng con là vẫn cứ mắc màn đắp chăn đợi đấy, chúng con vẫn làm thế thôi. May quá thầy về sớm.
Thế thượng tọa bảo, thế à? Thế để đấy thầy vào thì xem nào. Thế là vị thượng tọa ấy vào cất đồ đạc, túi pháp cất đi rồi, đồ đạc cất đi thì liền lên lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu đi xuống là tự mình bảo đi múc nước, ra giếng múc nước, lấy khăn mặt và gì, bảo các chú tiểu thôi đi ra ngoài chút để thầy có thể, thầy tự lo. Thì về lúc đấy là dân làng đã mang mua sẵn cái quan tài mang đến đấy rồi, bà vãi ở chùa chết mà. Thầy đi vắng cho mấy chú tiểu với các cụ ở nhà mua sẵn quan tài đấy nhưng mà chưa dám cho vào vì nghe lời thầy dặn, sư phụ dặn vẫn để nguyên. Cho nên thầy tự tay mình là tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ và đi ra thì đem ra khâm liệm xong bắt đầu cho vào quan tài khâm liệm, là lễ phát tang đó, nôm na lễ phát tang. Lúc này thì thầy ấy mình cả Sa Tích Trượng đối trước gì ở bên cạnh cái áo quan ở phía trên đầu á, dậm xuống đất gì ba cái như vậy và nói là gì, trong kinh Đức Phật nói là người xuất gia đắc đạo có thể độ cho gì cha mẹ sinh thiên và họ hàng thân tộc ông bà nội ngoại cửu huyền thất tổ đều được gì thoát khổ. Lời nói của kinh Phật không sai gì, nguyện cho mẹ tôi cũng gì cũng được sinh thiên. Nói xong một cái thì cái quan tài từ từ là bay lên khỏi mặt đất, trụ ở trên hư không khoảng 30-40 phân, cách mặt đất 30-40 phân như vậy, và gì hàng tiếng đồng hồ và hương thơm gì ngào ngạt tỏa khắp gì khắp chùa, và đặc biệt là quang minh rực rỡ. Chư thiên hoặc A Di Đà Phật đó thì đến đoán thì chúng tôi không thể nói rõ, nhưng mà chỉ nói là quang minh tỏa sáng rực rỡ và đó chính là gì, biểu thị cho gì sự sinh thiên hoặc sinh cõi Phật của thân mẫu của ngài Thiền Sư Tổ Cua. Đấy chính là một tấm gương hiếu hạnh bậc nhất cho gì, cho người xuất gia chúng ta noi theo ở cái thời này. Cho nên tôi đọc thế tôi cảm động quá và tôi sáng tác bài hát này và nói là để có một cái lời khuyên được mẹ mình á, tu tập như thế ngài với gì, những người xuất gia chân chính như ngài Thiền Sư Tông Diễn Tổ Cua đó, chúng ta thấy ngài hơn 30 năm có một mình người mẹ vò võ ở nhà, ngài biết rằng mẹ mình khổ, biết rằng mẹ mình chết gì ngày đêm mong đợi, nhưng hơn 30 năm chưa đắc đạo, chưa quay về nhà, chẳng khác gì ngài Triệu Châu Trung Quốc vậy. Ngài Thiền Sư Triệu Châu bên Trung Quốc, Triệu Châu Tùng Thẩm, hơn 80 tuổi vẫn đi hành cước, đi qua nhà. Mẹ ngài lúc đó là hơn 100 tuổi, nghe tin là con mình đi hơn 80 tuổi đi về qua nhà. Đi là gì? Đi 6-70 năm nay rồi mà nó chưa về thăm mẹ một lần. Bà sống vò võ hơn 100 tuổi cứ chờ đứa con trai của mình năm nay hơn 80 tuổi về thăm qua nhà dù chỉ một lần thôi trước khi nhắm mắt xuôi tay gì cũng mãn nguyện. Nhưng mà ngài Triệu Châu đi qua cửa nhà Hoàng Pháp rồi đi qua gì, qua cổng làng vẫn không về thăm nhà mà tiếp tục đi. Người nhà thì cứ chờ rằng chắc chắn thì hòa thượng sẽ về thăm đấy, chờ hoài chẳng thấy đâu. Thế bắt đầu thì hỏi ra mới biết là gì, ngài đi qua cổng làng rồi, đi qua cổng làng rồi ngài phải đi, bảo đi về chùa rồi, đi đến mấy tiếng đồng hồ rồi. Người nhà tức tốc mượn ngựa đuổi theo, cho em của ngài Triệu Châu đuổi theo. Đuổi theo thì gì, đuổi theo tới nơi thì nói rằng tại sao gì anh đi về qua cổng làng hơn 60 năm nay rồi, anh xuất gia anh chưa về thăm mẹ một lần. Mẹ hơn 100 tuổi đợi anh mà vỏ vỏ anh có biết không? Và ngài không nói không rằng gì. Và em của ngài đưa cho ngài một cái lá thư, nói rằng đây là lá thư gì của mẹ được viết gì, viết bằng máu đó. Và trong thư mẹ nói rằng rất muốn gặp anh một lần, chỉ một lần cuối cùng thôi. Nhưng xong rồi ngài cầm lá thư lên, ngài gì, ngài lưỡng lự định gì, định quay lưng bỏ về, định quay lưng gì, về để thăm mẹ. Nhưng rồi ngài là gì? Ngài liền là xứng lại và gì? Xé đôi lá thư và nói rằng á, em hãy về nói với mẹ là gì? Tâm của anh gì? Chưa ổn. Có nghĩa là gì? Anh vẫn đang trên bước đường đi cầu đạo, tâm vẫn chưa đắc đạo, cho nên gì? Nay về gặp mẹ sợ rằng á, cái tâm gì? Cái tâm của anh sẽ bị thoái khi mà gì? Khi gặp mẹ, cho nên gì? Anh không dám và về nói với mẹ rằng á, anh là một đứa con bất hiếu. Xuất gia hơn 60 năm nay, tuổi đời cũng hơn 80 rồi, nhưng mà gì? Tâm anh vẫn chưa gì? Chưa ổn, cho nên là nhờ em nói với mẹ là cho anh xin lỗi, bao giờ tâm mà anh gì thực sự ổn, anh sẽ đi về gì tìm mẹ sám hối trước gì
trước mẹ và sẽ gì? Sẽ độ cho mẹ. Chúng ta thấy người xưa học đạo như thế đấy. Bây giờ chúng ta học đạo thì thế nào? Cho nên để có được một lời khuyên chân chính đối với gì? Cha mẹ mình, thì một vị sư xuất gia ở thời nào cũng vậy, phải hy sinh rất rất nhiều mới có thể độ được cho gì? Cho người thân của mình. Và đây chính là gì? Những cái lời bài hát mà chúng tôi dựa vào những cái câu chuyện đó, và bây giờ xin gửi tới tất cả các bà mẹ và những người phụ nữ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, một bài hát mà gì? Chúng tôi sáng tác năm 2004 với nhan đề là Để có một lời khuyên. A Di Đà Phật. Lâu lâu rồi thầy không hát cho nên là chắc chắn thì có đoạn, có khi đoạn quên đoạn nhớ. Các Phật tử chúng ta hoan hỷ. Hàng câu chương ngó giờ biết có còn. Còn nhớ hôm đi đôi môi run mẹ khẽ nói. Dù cho năm tháng bao lâu mẹ vẫn làng quê năm đó giờ thay đổi nhiều, chỉ có riêng nơi con ra đi giờ vẫn thế. Mẹ vẫn một mình trông ngóng con yêu. Mẹ ơi, mẹ yêu, con ra đi nay đã trở về. Con ra đi nay mới trở về. Thăm lại làng, thăm mãi nhà tranh. Thăm mẹ hiền, thăm mãi trường xưa. Mẹ ơi, mẹ yêu, con thơ xưa nay mới trưởng thành. Con ra đi không chỉ vì một mình, con vì mẹ, vì kiếp quân sinh. Thương mẹ già mai biết về đâu. Mẹ ơi, mẹ yêu, cho con xin nói hết từ lòng mình. Cho con xin nói hết lời thật tình. Con vì mẹ, vì kiếp phú sinh, nên mãi tìm đường thoát kiếp tự sinh. Làng quê năm đó giờ thay đổi nhiều, chỉ
có riêng nơi con ra đi giờ vẫn thế. Mẹ vẫn một mình trông ngóng con yêu về. Mẹ ơi, mẹ yêu, con ra đi nay đã trở về. Con ra đi nay mới trở về thăm lại làng, thăm mái nhà tranh, thăm mẹ hiền, thăm mái trường xưa. Mẹ ơi, mẹ yêu, con thơ xưa nay mới trưởng thành. Con ra đi không chỉ vì một mình, con vì mẹ, vì kiếp quân sinh. Thương mẹ già mai biết về đâu. Mẹ ơi, mẹ yêu, cho con xin nói hết từ lòng mình, cho con xin nói hết lời thật tình. Con vì mẹ, vì kiếp phố sinh, nên mãi tìm đường thoát kiếp tự sinh. Xây nhân gian này với bớt khổ đau, từng con tim nóng dựng xây đất này, mơ ước mai sau cho nhân gian không còn nước mắt. Lạy mẹ con đi, cho nhân gian bớt niềm đơn. Nam mô Di Đà, con khuyên mẹ chăm. Tự sinh muôn kiếp rồi mai không còn. Khuyên khắp nhân gian, chăm riêng nắng vun bồi cõi phúc. Vì ai cũng muốn mình hết khổ đau, nên làm lành lành giữ người ơi. Vì ai cũng muốn mình hết khổ đau, nên làm lành lành giữ thì hơn. Vì ai cũng muốn mình hết khổ đau, nên làm lành lành giữ thì hát để có một lời khuyên đã khép lại chương trình Phật Pháp Vấn Đáp số 16 ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả các bà mẹ của Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, và kính chúc tất cả những người phụ nữ ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.